Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trang 24, 25 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Và các em nhớ, đây là sách giáo khoa đại trà, không phải sách giáo khoa theo chương trình công nghệ hoặc là chương trình VN nha. Bởi vì sao? Mới có rất là nhiều bạn bình luận: sao sách này không giống với sách của em, hay là đề bài của thầy không giống đề bài của em. Bởi vì sao? Bởi vì đây là sách đại trà. Tuy nhiên, những bạn học theo chương trình công nghệ hoặc học theo chương trình VN thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái video này được hết. Bởi vì sao? Nó chỉ khác một chút về con số thôi. Còn các kiểu bài, dạng bài là giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta không linh tinh luyên thuyền nữa, chúng ta sẽ vào bài hôm nay nha. Let's go. Rồi, bài số 1. Liên đội trường Hòa Bình thu gom thì được 1 tấn 300kg giấy vụn. Một cái liên đội khác ở trường Hoàng Diệu lại được là 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy thì sản xuất được là 50.000 cuốn vở. Cuốn vở hay gì ở trong miền Nam chúng ta gọi là cuốn tập. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường thu được có thể sản xuất bao nhiêu cuốn vở học sinh. Vậy thì ở cái bài này thì các em biết được, người ta hỏi tổng cái số giấy của liên đội trường Hòa Bình và liên đội trường Hoàng Diệu này sản xuất được bao nhiêu cuốn vở. Biết rằng này, cứ 2 tấn thì được 50.000 cuốn. Đấy, vậy chúng ta sẽ tóm tắt nè. 2 tấn giấy thì được là 50.000 cuốn vở. Vậy bây giờ hai cái trường này, chúng ta thấy nè, hai trường này tổng cộng nó sẽ là 4 tấn thì sẽ được bao nhiêu cuốn. Được chưa? Rồi, vậy thì muốn biết được thì chúng ta sẽ có lời giải chi tiết như thế này nha. Thầy sẽ làm cho chúng ta hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ thực hiện theo dạng thông thường, và cách thứ hai chúng ta sẽ rút về cái dạng tỷ số. Rất đơn giản thôi. Và chúng ta đến với cách thứ nhất nào. Trước hết thì chúng ta sẽ tính số giấy mà cả hai trường thu gom được nha. Vậy thì số giấy cả hai trường thu gom được, chúng ta sẽ lấy số giấy của trường Hòa Bình là 1 tấn 300kg cộng với trường Hoàng Diệu là 2 tấn 700. Đó. Vậy thì kết quả của hai trường này chúng ta sẽ có là 3 tấn 1.000kg. Thì sao 300kg cộng 700kg thì sẽ là 1.000. Mà 1 tấn thì bằng 1.000kg. Vậy thì 3 tấn cộng với đây 1 tấn nữa thì nó sẽ là 4 tấn. Như vậy, trường Hòa Bình và trường Hoàng Diệu này thu gom được tổng cộng là 4 tấn giấy vụn nha. Được chưa? Rồi, vậy giờ chúng ta có theo đề bài 2 tấn thì được 50.000 cuốn vở. Vậy chúng ta sẽ tính 1 tấn. 1 tấn giấy vụn thì sản xuất được, chúng ta sẽ lấy để 50 ngày chia cho 2 thôi. Vậy thì 1 tấn giấy vụn sẽ thu được là 25.000 cuốn vở. Rồi 1 tấn thì thu được bằng này. Bây giờ chúng ta sẽ tính 4 tấn. Dễ chưa? Rồi, vậy thì 4 tấn giấy vụn sẽ sản xuất được, đó là gì? Đó là lấy số giấy của 1 tấn nhân với 4 thôi. Sẽ là 25.000 nhân 4 và sẽ là 100.000 cuốn vở. Và đáp số là 100.000 cuốn vở. Đây là cái cách thứ nhất nhá. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thứ hai. Cách thứ hai thì chỉ cần thầy nêu ra là chúng ta đã hiểu liền thôi. Nè, 4 tấn so với 2 tấn gấp số lần là. Các em đã biết dạng toán này rồi đúng không? Vậy thì giờ thầy sẽ đếm trong 10 nốt nhạc các em làm cách thứ hai này nhá. Ta có kết quả hết rồi. 1 2 3 4 5
hết giờ. Rồi kem dừng và chúng ta quan sát nha. 4 tấn so với 2 tấn sẽ gấp số lần là chúng ta sẽ lấy 4 chia 2 sẽ được 2 lần. Rồi, 2 lần. Vậy bây giờ 2 tấn thì được 50.000 cuốn. Vậy bây giờ 4 tấn thì chúng ta nhân với mấy? Nhân với 2. Vậy thì sẽ là 50 nhân với 2. Đó, dễ chưa? Vậy thì 4 tấn giấy vụn sẽ sản xuất được là 50 nhân với 2 sẽ bằng 100.000 cuốn vở. Đó, và đây chính là đáp án, nó cũng giống đáp án của cách số 1. Rồi, ta đến với bài số 2. Bài số 2, một con chim sâu thì nặng 60g. Nhớ con này có 60g thôi nha. Con đà điểu thì nặng tới 120kg. Con chim sâu có 60g, con đà điểu thì tới 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu? Ồ, bài toán này dễ quá nhỉ. Giống như bài toán của mấy em nhỏ, bé siêu siêu thôi. Giống bài toán của lớp 2 quá. Thôi nói vậy chứ không phải khinh thường đâu nha. Rồi, vậy thì muốn làm được bài này thì chúng ta cần phải đổi cái kg của con đà điểu này ra gam nè. Đó, chúng ta đổi 120kg ra gam, đúng không? 120kg thì chúng ta sẽ đổi ra 120.000g. Vì sao? Vì 1kg thì bằng 1.000g. Vậy thì 120 nhân với 1.000 thì sẽ là 120.000g. Rồi, bây giờ con đà điểu nó nặng 120.000g, con chim sâu nó nặng là 60g. Vậy giờ muốn biết nó gấp số lần thì lấy 120.000 chia cho 60. Dễ thôi. Rồi, vậy thì con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu số lần là 120.000 chia cho 60 thì nó sẽ gấp là 2.000 lần. Được chưa? Được chưa nào? Đó, vậy thì đây chính là đáp án của chúng ta. Con đà điểu nặng gấp 2.000 lần con chim sâu. Rồi, các bạn nào kết quả khác không đó? Một tràng pháo tay cho các bạn nha. Đến với bài số 3 nè. Bài số 3, họ yêu cầu tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo cái hình vẽ. Đó, hình vẽ này được tạo bởi một cái hình chữ nhật ABCD và hình vuông CMN. Tức là chúng ta phải tính diện tích của toàn bộ cái mảnh đất, cả màu vàng và màu xanh như này. Thực chất này, thầy tô hai cái màu này để các em dễ phân biệt. Hình chữ nhật A, B, C, D và hình vuông là C, E, M, N. Rồi, vậy các em nhìn đây, các em đã thấy người ta cho chúng ta số liệu hết rồi nè. Hình chữ nhật này có BA hay là AB là chiều dài, nó là 14m. Chiều rộng BC này nó bằng 6m. Rồi, vậy thì công thức tính diện tích hình chữ nhật các em nhớ rồi đúng không? Có chiều dài, có chiều rộng rồi. Hình vuông nè. Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau. Vậy giờ ta cho chúng ta một cạnh là cạnh CE thì bằng 7m rồi. Rồi, bây giờ các em sẽ tính nha. Thầy sẽ đếm cho. Các em nhớ là chúng ta phải tính diện tích của hình chữ nhật trước. Sau đó đến diện tích của hình vuông. Sau khi tính được diện tích của hai hình này, chúng ta cộng vào nhau thì sẽ ra diện tích của mảnh đất thôi. Được chưa? Đấy, vậy bây giờ các em làm nhá. Thầy sẽ đếm cho 15 nốt nhạc đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
hết giờ các em dừng nha. Rồi chúng ta sẽ tính đầu tiên là diện tích của hình chữ nhật là, ta sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng là 14 nhân với 6 bằng 84 cm vuông. Tương tự diện tích của hình vuông sẽ bằng cạnh, tức là 7 nhân với 7 bằng 49 cm vuông. Rồi vậy thì diện tích của cái mảnh đất này sẽ là diện tích hình chữ nhật cộng diện tích hình vuông sẽ bằng 84 cộng 49, và kết quả là 133 cm vuông. Và đây chính là đáp số. Có em nào làm khác không? Ồ, các bạn giỏi thế, không bạn nào làm sai. Rồi, rất là tuyệt. Và chúng ta sẽ đến với bài toán cuối cùng, bài số 4. Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD, nhưng kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật này. Đó, người ta cho chúng ta cái hình chữ nhật sẵn nè. Chiều dài bằng 4, AB bằng 4, chiều rộng thì bằng 3. Và bây giờ yêu cầu chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật nhé, kích thước phải khác. Vậy thì muốn vẽ được cái hình này thì chúng ta phải tính diện tích. Ta phải tính cái diện tích hình chữ nhật này đã nhá. Tính diện tích để làm gì? Để chúng ta xem diện tích của nó là bao nhiêu, sau đó ta mới vẽ được một cái hình chữ nhật tương đương, tức là giống như thế này, nhưng mà gì, chỉ khác về diện tích thôi, khác về kích thước thôi. Bằng diện tích nhưng mà khác kích thước, hiểu không? Rồi, chúng ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật này nha. Hình chữ nhật này sẽ bằng 4 nhân với 3, nó sẽ có diện tích là 12 cm vuông. Vậy thì 12 cm vuông này, thì các em thể thấy với 12 này thì chúng ta có thể chia cho hết được cho mấy nhỉ? Cho 4, cho 3 rồi. Vậy thì đây đã là hình mẫu rồi. 12 còn có thể chia hết được cho mấy nữa nhỉ? Cho 2 và cho 6, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta đã biết được một hình chữ nhật tương ứng, đó là MNPQ, có chiều dài sẽ là 6 m và chiều rộng sẽ là 2 m. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là hình chữ nhật tương ứng nhá. Được chưa nào? Đó, vậy thì đây là kết quả của bài số 4. Rồi, đến đây thì thầy và các em tạm thời chia tay nhá. Và các em nhớ là chia sẻ video và giới thiệu kênh 2K Vlog của chúng mình đến thật nhiều những bạn bè của chúng ta đang học ở trên lớp nha. Để đây thực sự là một cầu nối giúp cho các em học tốt mỗi ngày. Rồi, tạm biệt các em.